cái siêu chưa? Phải, phải. Đúng rồi. Còn một phần thịt cuối cùng. Em đang mặc váy đi ăn tiệc thì còn gì nữa, rượu vang em đâu. Anh Quang ơi, con lấy ở trong cái nồi trắng cái chân ra cho. Cái chân đấy sợ không gặm được đâu. Không, giờ bẻ cái ngón đi, còn cái